Hello hello, lại xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG Gaming. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong ba tông môn lớn mạnh nhất ở trong Đấu La Đại Lục. Trước đây thì mình cũng đã thấy có một kênh nào đó đã làm về Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Nhưng mà ok, kệ đi, họ là người đi trước, mình là người đi sau. Anh em đừng có ném gạch đá mình nha. Tất nhiên thì trong story này mình sẽ tổng hợp cả Vũ Hồn Điện hay cả Hạo Thiên Tông nữa. Anh em xem video thì đừng quên bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Mình xin chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành bên gia đình và người thân. Tất nhiên là cùng nhau xem video của mình thì càng thân thiết hơn rồi. Rồi ok, không dài dòng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Đầu tiên thì Thất Bảo Lưu Ly Tông là một tông môn có thực lực rất là mạnh. Tổng tông môn có 4 vị phong hào đấu la, 15 vị hồn đấu la và 86 tên hồn thánh. Tất cả phong hào đấu la trong Đấu La Đại Lục có khoảng 30 người và họ sở hữu đến 4 người. Với thực lực như vậy xứng đáng là một trong 3 tông môn đứng đầu trong Đấu La Đại Lục cùng với Hạo Thiên Tông và Lam Điện Bá Vương Long. Trực hệ vũ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp có thể tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Hệ khí vũ hồn được tính là phụ trợ mạnh nhất ở trong Đấu La Đại Lục. Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh chính là nữ nhi duy nhất ở trong tông môn Thất Bảo Lưu Ly đời trước của Chữ Phong Chí, cũng là một trong số thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái. Tiên Thiên Mã Hồn Lực khá là cao và cũng sở hữu Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Đây là hệ phụ trợ rất khó đạt tới mãn hồn lực này. Và tất nhiên thì cô cũng là thiên tài đại nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong vòng 100 năm qua. Ngoài ra cô cũng đảm nhiệm vị trí phó môn chủ của Đường Môn, người phụ trách kế toán của Đường Môn. Vũ hồn ban đầu của cô chính là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Chỉ cần như vậy thôi đã có khiến cho cô làng trở thành phụ trợ mạnh nhất ở trong thế giới Đấu La Đại Lục rồi. Về sau được đấng tam cho một cây khởi la kim hương, khiến cho vũ hồn lột xác thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Chính vì vậy thực lực vì thế đã tăng tiến thêm một bước, hồn lực về sau đạt tới cấp 94 với 9 hồn hoàn. Sức mạnh của cô còn mạnh hơn so với phụ thân của cô. Về sau nhận truyền thừa của Cửu Thải Thần Lữ, sau đó trở thành Cửu Thải Thần Lữ với hồn lực là 100 cấp chân thân. Và rồi cô đã trở thành một vị thần thực sự, không phải là bán thần và thần chi là cấp 2. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nguyên tông chủ Chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí tất nhiên là cha của Chữ Vinh Vinh rồi, cũng là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly hiện tại ở trên phim, còn chuyện thì đã hết thời. Ông có khả năng giám định bảo vật, lúc ở đấu giá hội chỉ cần liếc mắt một cái là phân biệt được chất lượng của hàng thật hàng giả có chứa tạp chất hay không. Tướng mạo khá là nho nhã và khá là trẻ. Ông cũng là lão xương của Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà. Chữ Phong Chí được đánh giá là người có hệ hồn sư phụ trợ đệ nhất ở trong Đấu La Đại Lục. Hồn lực là cấp 79, hồn thánh với 7 hồn hoàn. Bởi vì vũ hồn không có tiến hóa lên chỉ có thể đạt cấp 79 mà thôi. Ông cũng đã có quan hệ với Đường Tam để khiến cho Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành một cổ đông của Đường Môn. Ở trong Đường Môn thì ông là người buôn bán vũ khí. Điều kiện để ông trở thành cổ đông của Đường Môn rất là đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cho tất cả mọi người ở trong Thất Bảo Lưu Ly Tông đầy đủ ám khí mà thôi. Về sau các thế lực phát động chiến sự với Vũ Hồn Điện thì ông chính là người chỉ huy Thất Bảo Lưu Ly Tông để tham gia. Và rồi ở Vũ Hồn Điện bị đánh lén, tổn thất thảm trọng về người lẫn vật chất. Nhưng mà dưới ám khí của Đường Tam, các đệ tử trực hệ may mắn sống sót. Và thêm một nhân vật cũng khá là nổi tiếng ở trong thế giới phong hào đấu la là Áo Tư Tạp, sau này kết hôn với Chữ Vinh Vinh. Chính vì vậy thì mình cũng cho là một trong phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ở trong video này thì mình sẽ không nhắc đến Áo Tư Tạp nữa, mà mình sẽ để một video riêng để review về 7 người ở trong Thất Quái Sử Lai Khắc. Mình rất mong anh em ủng hộ nha. Hai nhân vật là phong hào đấu la tiếp theo thì chắc anh em cũng biết thì mình đã làm review khá chi tiết rồi. Đấy là Kiếm Đấu La Trần Tâm với cả Cốt Đấu La Cổ Dung. Nhưng mà thôi, đã đang review về họ thì mình cũng chèn thêm mấy cái video đấy vào trong video này. Nếu như mà anh em xem rồi thì anh em có thể bỏ qua nha anh em ơi. Tất nhiên thì mình vẫn hưởng ứng anh em xem từ đầu đến cuối rồi. Cảm ơn anh em. Kiếm Đấu La Trần Tâm. Ông chính là đại trưởng lão trụ cột thứ hai của Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với Cổ Dung. Thực lực thì có vẻ mạnh hơn Cổ Dung một chút. Ông là một người có bộ tóc màu trắng khá là phong lưu. Trần Tâm xuất hiện ở danh môn Thế Gia Trần Gia. Thế đại lấy kiếm thuật làm vi tôn, từ nhỏ đã bị cha vun đúc say lòng với tu hành kiếm thuật. Thời kỳ thiếu niên, người ông ngưỡng mộ chính là tổ phụ. Ông đã từng quan chiến trận so tài kinh thiên động địa của tổ phụ và thiên hạ đại nhất Đường Thần. Sau đó thì theo cha rong ruổi khắp nơi để theo đuổi kiếm đạo. Ông đã đi tới Tấy Ly Thạch Quốc. Người ở đó mặc dù thiên phú cực cao, tùy tiện một người cũng là cao thủ 50 cấp. Nhưng mà ngộ tính của họ thì khá là kém, khó có thể đạt được tinh anh. Sau đó thì hai người đã cùng nhau rời đi.
Về sau thì phụ thân của ông đã gặp phải Thiên Đạo Lưu và cùng người giao chiến. Hai người từ đó đã tách ra. Phụ thân của ông vì đã thất bại nên đã tiết lộ với Trần Tâm bí mật liên quan tới cấp 99. Trần Tâm sau đó đã kể về câu chuyện của Đường Thần cùng với Thiên Đạo Lưu tới Hải Thần Đảo cho Đường Tam. Trần Tâm sau đó bởi vì quá bức xúc nên đã từ bỏ cuộc sống hiện tại, trở thành côn đồ tới kiếm sống tại Sầm Giác Đấu Đấu Sĩ. Lúc 41 tuổi ông đạt cấp 66, khi đó ở Sầm Giác Đấu khiêu chiến gặp đối thủ là Cổ Dung. Đáng tiếc thì lúc đối chiến bị Cổ Dung cố ý dùng nước sôi đả thương tay khiến cho Trần Tâm cầm kiếm không yên và bị đánh bại. Những người thuê ông họ đều lỗ vốn và ông bị truy giết khắp nơi, chạy trốn suốt khoảng hơn thời gian 12 năm. Và rồi ông đã luyện tập, vào năm thứ nhất ông đã bắt đầu luyện tập câu cá, năm thứ ba bắt đầu luyện tập làm đao khí. Ông đã luyện tập chăm chỉ cho đến 12 năm sau ông đã đạt đến đẳng cấp Phong Hào Đấu La. Tuy rằng đã đến cảnh giới Phong Hào Đấu La nhưng mà ông vẫn bị mọi người truy sát, để rồi được Chữ Phong Chí giải cứu. Từ đó gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, về sau Chữ Phong Chí chiêu mộ Cổ Dung bởi vì không phục nên ông đã liên tục khiêu chiến. Tuy nhiên thì Chữ Phong Chí vẫn để cho hai người thích làm gì thì làm mà thôi. Về sau lúc Đường Tam bị Vũ Hồn Điện truy giết, Trần Tâm cũng đã ra mặt bảo vệ, hồn lực ban đầu đạt tới cấp 97. Vũ hồn của ông là Thất Sát Kiếm, ông có tổng cộng 9 hồn hoàn, cùng cộng thêm một hồn kỹ đặc thù tên là Nhân Kiếm Hợp Nhất. Đây cũng chính là đòn sát thủ uy lực rất mạnh nhưng rất khó tu luyện. Lĩnh vực của ông là Thất Sát Lĩnh Vực, tuyệt chiêu là Thất Sát Kiếm Pháp. Chính vì thế mà Trần Tâm có biệt danh là Kiếm Đấu La. Ngoài ra, theo ý kiến cá nhân của mình thì vũ khí của ông được đánh giá là thanh kiếm tương đương với thần khí, có thể xếp vào top 5 vũ khí mạnh nhất ở trong Đấu La Đại Lục. Tại Đấu La Đại Lục thì ông có rất ít đối thủ, ông đã từng đánh bại Kiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu. Nhưng mà cũng đã bị đánh bại bởi Đường Hạo, lúc đấy là đạt cấp 95 một mình chiến với hai phong ảo Đấu La cùng cấp. Chính lúc đó ông đã đột phá tới cấp 96. Rồi trong lần diệt tộc, ông đối kháng với 4 phong ảo Đấu La cùng Vũ Hồn Điện rồi đột phá cấp 97. Ông đã đánh chết một phong ảo Đấu La cấp 95 nhưng bị chặt đứt một cánh tay. Về sau, Cổ Dung cùng với Trần Tâm vì cứu Đường Tam mà chiến đấu với Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông và cuối cùng bị giết. Sau khi Trần Tâm chết, Trần Giáo huyết mạch cũng là tuyệt hậu, Vũ Hồn Thất Sát Kiếm lúc này là đoạn tuyệt, cũng không còn xuất hiện nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Đại trưởng lão Trấn Tông Cổ Dung Cốt Đấu La. Ông cũng chính là một trong hai trụ cột của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thời liên thiếu bị vứt bỏ trở thành ăn mày, sau đó không hay cười. Đến 57 tuổi, ông thức tỉnh vũ hồn, tiền thiên mãn hồn lực, lên được nhà phù thủy mang đi đào tạo. Nhưng bởi vì đã từng lếm trải hoàn cảnh ăn xin, khổ lạ lên căm ghét thế giới dối trá, cho nên tới nay ông vẫn độc lai độc vãn, rất ít người cùng giao tâm, hành động cử chỉ hơi điên. Năm 37 tuổi đã đạt cấp 58 hồn vương. Khi đó cùng Trần Tâm đối chiến, ông sử dụng mưu kế khiến Trần Tâm bị bỏng tay, cuối cùng lấy được thắng lợi. Đến năm 55 tuổi đạt cấp 89, thiếu chút nữa là đạt tới phong ảo Đấu La. Bởi vì trong lòng ông đã có tâm ma nên không thể đột phá, sau đó Chữ Phong Chí đến giải quyết tâm ma. Ông đã đột phá được phong ảo Đấu La, nhưng lập tức liền bị Trần Tâm khiêu chiến. Cùng với Trần Tâm hợp tác, cả hai người là bạn thân, cùng là đối thủ cả đời của nhau. Hồn lực của ông là cấp 95, hồn hoàn là 9 hồn kỹ. Ông còn có kỹ năng không gian có thể giải phóng truyền thống không gian được gọi là thời không chuất cốc. Ban đầu ông gặp Đường Tam thì rất muốn giết Đường Tam, nhưng mà Chữ Phong Chí ra lệnh lên từ bỏ. Về sau lúc Đường Tam bị ám sát, ông lại ra mặt bảo vệ. Trong cuộc so tài giữa các tông môn, Cổ Dung đã khiêu chiến Đường Khiếu và họ đã ngang ngửa nhau. Nhưng mà gặp anh hạo của ta thì vẫn bị bổ cho không trượt phát nào. Biệt danh được gọi là đại nhất phòng ngự, đại nhất quỷ dị. Rồi trong một lần hành động, Cổ Dung, Trần Tâm, Chữ Phong Chí cùng mọi người cùng nhau kiềm chế 4 vị phong ảo Đấu La. Thủ hộ Trần Tâm đột phá cấp 97. Về sau trong cuộc chiến của hai vị thần, vì cứu Đường Tam mà cùng kiếm Đấu La Trần Tâm liên thủ công kích Bỉ Bỉ Đông. Thực lực có thể nói là phát huy tới cực hạn nhưng đáng tiếc, người và thần là khác biệt. Cả hai đã bị Bỉ Bỉ Đông giết chết trong nháy mắt, thân thể hóa thành đầy trời xương bẻ. Vừa rồi là một vài thông tin của hai vị đại trưởng lão Trấn Tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cổ Dung Cốt Đấu La và kiếm Đấu La Trần Tâm. Tất nhiên thì trong video này vẫn có rất nhiều thiếu sót. Các bạn có thể comment ý kiến của các bạn ở dưới phần comment để giúp cho NTG cải thiện hơn. Cuối cùng thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tất nhiên thì đừng quên bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.